Jimin, BTS, khoe vũ đạo điều luyện nhưng biểu cảm khép nép ngại ngùng mới là điểm nhấn. Biểu cảm đáng yêu của Jimin đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Jimin vốn nổi tiếng là một trong những nam thần tượng sở hữu khả năng vũ đạo lôi cuốn. Mạnh mẽ, mới đây, nam thần tượng đã đăng tải đoạn video khoe kỹ năng nhảy nhót tại văn phòng của Hai Bi. Thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, đoạn video nhanh chóng nhận được 6 triệu lượt xem với hơn 2 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải thành viên BTS đã trình diễn loạt vũ đạo trong các ca khúc hit của nhóm như Boy In Love, Dynamite, Butter, không hổ danh là main dancer của BTS. Jimin đã khiến người hâm mộ trầm trồ với kỹ năng nhảy điêu luyện. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn vũ đạo, Biểu cảm bẽn lẽ ngại ngùng của nam thần tượng mới là điều khiến dân tình thích thú, vì nhảy trong văn phòng khi đang giờ làm việc nên anh chàng đi lại có vẻ.